Nào, hôm nay cô đến vui không con? Hả? Con nhìn xem cô mua cái gì cho con kìa. Hả? Ừ. À, cô mua cho con nhiều đồ lắm nhỉ? Con vui không? Thế cô mua cho con nhiều đồ thế này này. Thế thì con phải làm nào nhỉ? Đúng rồi, cảm ơn cô. Ý, giỏi quá. Ừ, con đi đâu đấy? Đi lấy đồ cho cô hả? Ừ. Ý, giỏi, giỏi quá. Ý, giỏi, đi lấy nước cho cô. Trời ơi, giỏi. Ừ. Ôi. Thôi, Trinh Trinh đi lấy ghế cho cô ngồi đi con. Hả? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Trinh Trinh, đúng rồi, con thuê ghế cho cô ngồi đi nha. Ừ, giỏi lắm. Ừ.